I used to model for J.C. Penney. Yeah, good time. So, sitting that thing up. Wow. Yeah, good. See, she happy. Look, I'll tell you my name, look. I'll tell everybody. Hello, yeah. Welcome hello. Các bạn đã quay look. Trở lại với kênh Chương trình Cuộc Sống Mỹ hôm nay. I'll show you, look. Yeah. Wow. No, not on camera. You see my name? Your name? Why? Philip? Right? Hôm nay á, mình đi now xuống... Now you're happy, I got you smiling. Hôm nay mình đi xuống con phố vô gia cư wow, tại Nhân Tạo là like cuộc sống sister. Của like anh của những người vô gia cư như thế nào cả nhà và mang cho họ áo lạnh nữa. Go cho con nha. Gặp friend. Được những người rất là tốt cái này. I love your color. I love your jacket. Thank you. Just, I have just one jacket this color. Yeah, I want one for my niece. I think she'd be beautiful like this color. Watch my niece. Look, this color. For the girl. This color for the girl? Right. And then it got hood. I love it. À, đó, cả nhà của anh này á. Yeah. Okay. Xin khôn lắm, đi xin xin đồ và còn xin lại giờ cái áo lại cho cháu nữa. Và cái mùa này á, thì những người vô gia cư rất là khổ sở, họ rất là đáng thương luôn cả nhà. Trời mưa rồi lạnh nữa ở ngoài đường. Hôm nay á, là trời mưa, tự mình dẫn đi phát đồ để cho cả nhà hiểu được cuộc sống của những người vô gia cư trong lúc trời mưa, lạnh, gió lạnh như thế nào nha. Bây giờ á, chúng ta sẽ đi tham quan ha. Cuộc sống của những người vô gia cư trong mùa mưa bão này. Họ có chia ra từng nhóm khác nhau nữa nha cả nhà. Có một nhóm người á, thì họ ở đây lâu và họ có bạn bè rất là đông. Cho nên mặc dù là vô gia cư nhưng mà cuộc sống của họ rất là vui vẻ. Không nghĩ đến ngày mai, đó là những người sống ở đây lâu năm. Và có một nhóm người là những người vô gia cư mới đến đây. Những người này thì họ rất là đáng thương, rất là tội nghiệp luôn cả nhà. Tại vì họ mới tới và họ sống một mình, cho nên họ sống rất là lẻ loi đơn độc. Trên con phố vô gia cư này, hội tụ rất là nhiều những sắc dân khác nhau. Qua ngang qua đây mấy lần mà mình không ngừng lại nói chuyện với anh ấy, mỗi lần thấy anh ấy cứ lảm nhảm vậy đó cả nhà. Các bạn cũng có thể thấy hôm nay trời rất là u ám, mây mù giăng khắp nơi và trời mưa rất là nhiều đó cả nhà. Nếu như cuộc sống của những người vô gia cư bình thường đã rất là khó khăn rồi, và vào mùa này á, trời thì lạnh mà gặp thêm đổ mưa nữa thì cuộc sống của họ rất là khổ sở. Rất là nhiều lần rồi đó mà không có dám ngừng lại. Có những người vô gia cư đó, họ không có lều, họ sống ở phía ngoài đường. Ở khu này á, thì có những người vô gia cư đó cả nhà, họ sống ở trên lề đường như thế này luôn nè. Cho nên mỗi khi trời mưa thì gió tạt vô rất là nhiều và đồ của họ sẽ bị ướt hết. Bây giờ chúng ta có thể thấy ở trên lề đường
một người vô gia cư đang ngủ ở trên trạm xe buýt. Mình lại không biết vô cái app đó. Tấm bạc màu xanh bên tay phải là chỗ ngủ của cô gái rất đó. Là ồn ào. Mình đó thì tặng cho cái cô chị ở đâu đó chưa đi. Yeah. You want this one?
color. What size? Just one size. I have just one size. And this is extra large, yeah. You can put try. No, I got to try it on. Uh-huh. Oh, this is gonna be so nice. Tuck it one up. It's gonna fit fine. I used the model for J.C. Penney. Yeah, good time. Wow, so beauty. You can say you can get with my friend. I work in retail. I sell a lot of clothing. Thank you.
I walk with you right there. We find one girl and come back, then you can leave. Okay. Yeah, I'll go with you one more time. We got girl, two girls. You got blessed. I'm thinking about that. Yeah, we just go across the street. I'll bring for you. Xem video của mình, nếu các bạn cảm thấy thích vui lòng bấm like, share, subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video.